Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Cả nhà có nhớ những cái giỏ này không? Rất là quen thuộc đúng không ạ? Lưới nè, màu trắng nè, màu đen nè. Hai cái này, trắng và đen, là lưới, thun lưới. Cái màu xanh này giống như là vải đó, vải bố, vải zin, vải gì đó, nhưng mà nói chung là vải. Cái này là bằng ni lông. Các bạn có biết vì sao hiệu Puma cái năm nay họ làm ra bốn cái này không? Họ phân biệt rất là rõ ràng. Cái này nè, chúng ta xách bình thường, đi mỗi ngày, đi bất kỳ nơi nào cũng được, đi làm việc, đi chơi, đi bất kỳ nơi nào, là một cái giỏ thun lưới rất là dễ giặt, dễ xách, dễ mặc vô cùng ha. Khi mà các bạn mặc những cái dạng đầm như vậy nè các bạn, thì các bạn không có ở Mỹ, cho nên là các bạn không nhìn thấy được ở trong mo những cái con mannequin ở những cái tiệm này nó trưng bày, thấy một cái là các bạn mua liền ngay tức thì. Nhưng mà mua ngay như vậy thì nó mắc lắm, nó không có on sale, ngoại trừ dịp lễ nó mới on sale. CC nhớ in ở trong đầu CC luôn, CC chờ tới khi nó on sale, CC đi bất kỳ nơi nào cũng mua được, là tại vì mình đã nhìn thấy rồi các bạn, trong đầu mình có ấn tượng rồi các bạn. Một bộ của nó chỉ có 4 màu thôi, CC mua hết một bộ luôn, 4 màu CC để dành. Các bạn ở Việt Nam mua được của CC cũng nhiều lắm luôn á, các chị em ở Mỹ cũng có mua, ở Việt Nam cũng có mua, nhưng mà chắc không có chị nào có được 4 màu như vậy đâu, đúng không? Các chị có 3 màu là CC nghĩ là có, nhưng mà cái này nè, hiếm vô cùng là hiếm. Vì sao? Vì dành cho đi du lịch. Cái này nó bằng ni lông, mang ra biển được, các bạn để bất kỳ nơi nào có nước cũng không sợ bị thấm, không sợ bị dơ, không bị gì cả. Đẹp, đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Đó, tuyệt vời không ạ? CC có 4 cái luôn nè. Nhưng mà với cái bộ đồ trắng này nè, CC sẽ xách cái túi này đi trong năm nay. Cái túi này CC còn 2 cái màu trắng, 2 cái màu đen, là để tặng cho con và chị đó. Nhưng mà con và chị năm nay không có đi du lịch nữa, không có xài nữa, cho nên là chị em nào muốn mua thì mua ha. Đây, đây là 4 cái, một bộ của CC đó. Năm nay CC đi du lịch sẽ xách cái túi này, vì năm nay CC mặc đồ trắng nhiều. Bạn nào lucky sẽ mua được cái túi này đó. Nhìn như vậy thôi nhưng mà trên cả tuyệt vời, lợi lắm luôn. Xách đi bình thường được, đi làm được, đi bất kỳ nơi nào cũng được. Các bạn đựng luôn cả đồ ăn ở trong này cũng được. Trời ơi, CC nói là nó rộng bao la luôn đó. Nè, các bạn nhìn thấy cái đấy như vậy là các bạn biết rồi. Bằng ni lông, tha hồ giặt, dễ giặt, thích vô cùng luôn. Tuyệt đẹp không ạ? Quá là đẹp, đúng không? Mà lại rẻ tiền nữa. Đây là cái màu hồng, đây là cái màu đen. Màu đen này là quá sức nhiều các bạn đã mua rồi. Đây, đây là cái màu xanh. Bạn nào thích mặc đồ jean á, trời ơi, mua cái giỏ này xách đi, nghe lời CC đi. Áo jean, quần sọt jean hoặc là đầm sơ mi jean, trời ơi, các bạn đeo cái này mà không đẹp cái gì, CC cũng thua các bạn. Cái này nhìn nó màu như vậy, nó không đẹp bằng những cái màu như vậy, nhưng mà các bạn mặc đi, CC mặc thử rồi, CC biết rồi, đẹp lắm luôn, mê ly luôn. Đó, mặc đồ jean nha, bụi lắm. Và đây, năm nay CC xách cái giỏ này, tại vì CC mặc bộ đồ này cho nên CC xách cái giỏ này. Đây là bộ thứ hai CC mặc đi du lịch. Đó, CC bây giờ mặc cho các bạn xem trước nè, chứ nhiều khi đi tới những nơi đó CC không có chụp được ảnh, thì bây giờ cũng có cho cả nhà biết đây. Đẹp không ạ? Rất đẹp luôn. Các bạn thấy CC mặc đồ có khác với người ta. Mỗi một người chúng ta đó, chúng ta có một sở thích khác nhau, cho nên đó, các bạn mặc đồ gì lên các bạn cũng đẹp hết, là tại vì các bạn chọn lựa đồ đẹp các bạn mới mặc mà. Đâu có ai mà lựa những bộ đồ xấu để mặc đâu. Chẳng qua người ta không thích bạn mặc bộ đồ đó là tại vì cái suy nghĩ của bạn và của họ khác nhau thôi. Các bạn đừng có sợ là người ta nhìn bạn, người ta chê bạn, trời ơi sao mặc đồ thế ghê quá vậy, rồi trời ơi thế này thế kia.
nếu mà ai nói với các bạn câu đó, kể cả chồng các bạn luôn, con các bạn luôn, thì các bạn đều phải mỉm cười và nói rằng đây là sở thích của mẹ, đây là sở thích của em anh à. Nói một câu đó thôi đủ rồi các bạn, đừng có cãi nhau vì người ta mặc đẹp như vậy mà chê. Đừng nói câu đó các bạn, đừng có nói. Hãy nói một câu như vậy. Cái này là kinh nghiệm nha, CC chỉ cho rất là nhiều chị rồi. Các con chồng tâm phục khẩu phục luôn. Và sẽ tự suy nghĩ lại là ờ đúng ha, mình không thích nhưng mà mẹ mình thích là được rồi. Bộ đồ mẹ mình mặc ở trên người mà mẹ mình cảm thấy thoải mái thích thì mẹ mình mới bỏ tiền ra mua và mẹ mình mới mặc. Suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhau. Thí dụ như bạn mặc cái bộ đồ đó mà chồng các bạn chê thì các bạn đừng có buồn, đừng có giận gì cả, mỉm cười và nói rằng em thích, anh không thích hả? Nếu anh không thích nhưng mà em đi cùng với anh, em sẽ thay bộ đồ khác để cho anh vừa lòng. Nhưng mà tới khi các bạn đi một mình, các bạn với bạn bè, các bạn vẫn mặc bình thường. Cái đó là thương chồng, chiều chồng và nể chồng. Khi mình đi bên cạnh chồng mình chiều anh ấy một chút không sao. Chiều chồng mình mà đâu chiều ai, nói nhẹ mà họ đâu. Thiệt luôn á. Nhiều chị nói cho CC nghe ờ những cái đơn giản vậy sao chị không biết CC ha, là tại vì chị chưa từng bao giờ gặp phải. Trời ơi, CC nghe nhiều lắm, CC gặp phải nhiều lắm, cho nên CC cũng lấy kinh nghiệm từ ở các chị đó. CC nói lại cho các chị thôi. Mình mà động lên mình nói ơi trời ơi bộ đồ tôi đẹp như vậy mà ông chê tôi hả, vậy ông đi mua đồ cho tôi mặc đi rồi thế này thế kia thế nọ. Không cần làm như vậy. Vui vẻ, anh không thích bộ này hả, em vô thay bộ khác đó. Nhưng các bạn vẫn phải giữ vững lập trường là hôm nay em đi với anh em không mặc bộ này, nhưng hôm khác em đi một mình em hoặc là em đi với bạn bè em vẫn mặc. Đó là yêu anh đó, đó là thương anh đó. Đúng không ạ? Phụ nữ chúng ta cần phải giữ vững lập trường, cần phải tự tin. Cái tự tin là nó quan trọng vô cùng. Anh là chồng em chiều anh, em nghe theo anh, là tại vì đi bên anh không muốn em mặc bộ đồ đó, yes, em sẽ thay. Nhưng khi em đi một mình em vẫn mặc bộ đồ theo ý em thích, vì đó là sở thích của em. Giữ vững lập trường nha. Đó, chị em nào thích, nếu các bạn ở Việt Nam liên lạc với em xa 0982571934. Đây là cái giỏ ni lông màu hồng, tiện lợi mọi lúc mọi nơi, đi biển là number one, đi du lịch á. Cái giỏ này mặc đồ jean là đẹp trên cả tuyệt vời, đồ khác CC không biết. Và đây hai cái lưới trắng và đen là lưới thun, những loại này rất dễ giặt, dễ mặc, đựng rất là nhiều đồ và nó nhẹ, thật là nhẹ luôn. Mê ly luôn, trên cả tuyệt vời. Bạn nào mua cái đen CC bán, còn cái trắng là bữa nay CC xài rồi. Đó. Tuyệt vời không ạ? À? Bây giờ CC vào thay bộ khác nha.